Liên quan vụ cô gái 19 tuổi bị giết ở nhà nghỉ xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội, ngày 3 tháng 7, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thường, 33 tuổi, về tội giết người. Đồng thời, Công an huyện bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát Hình sự thuộc Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Theo cơ quan chức năng, tại trụ sở điều tra, Thường khai nhận có quan hệ tình cảm với chị VHNT, 19 tuổi. Quá trình yêu nhau, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên hắn nảy sinh ý định sát hại bạn gái rồi tự tử. Rạng sáng ngày 27 tháng 6, Thường đến nhà nghỉ An Bình tại xã Ngọc Hồi, mang theo dao giấu ở dưới gối rồi gọi bạn gái đến. Khi đến nơi, chị T bị Thường trách móc vì đến muộn. Thường cũng bực tức khi nhiều câu hỏi của anh ta không được bạn gái trả lời. Tuy nhiên, mâu thuẫn trên được bỏ qua, Thường nằm ôm bạn gái nhưng thấy chị T nhắn tin cho người khác. Nhớ lại việc đang ôm khoản nợ, Thường nảy sinh ý định giết T rồi tự sát. Ngay sau đó, nghi phạm dùng dao tước mạng sống của chị T. Gây án xong, đối tượng cứa dao vào cổ tay và để tự tử nhưng bất thành. Vụ án được chủ nhà nghỉ phát hiện trình báo cơ quan chức năng.